Hello các bạn nhé, hôm nay mình có đồ chơi này các bạn ơi. Xe đồ chơi nè, mình xếp quá trời đây nè. Hôm nay mình sẽ chơi một cái trò chơi thử thách là mình sẽ xịt nước cho cái xe này, coi nước xe này nó có rơi xuống cái hồ nước sau lưng này không nha. Ok, bây giờ mình sẽ xịt nước vô cái xe này trước đây nha. Wow, rổ rồi các bạn ơi. Xịt mạnh à, mạnh hơn nữa nè. Wow, xe này chắc ra rồi. Cũng đổ luôn rồi, tiếp theo mình sẽ xịt cái xe này. Wow, đổ luôn rồi, tiếp nè, mạnh lên rồi, đổ luôn nè. Đây, tiếp tục tới cái xe này. Em tên em tên, xịt nó rồi, đổ luôn. Wow, xe này nhẹ quá. Rồi, tiếp tục mình xịt xe này nha. Wow, rớt luôn rồi, xịt mạnh nào, cho xe này nó bay luôn. Rồi, bay ra xa rồi. Bây giờ mình tới xe này nha các bạn nha. Wow, một phát đổ luôn. Tiếp tục xe này nào, xe này. Wow, đổ luôn, nguyên một chồng xe luôn. Rồi, xe màu vàng đi luôn. Tiếp tục chúng ta có hai xe bên đây nữa. Hai chồng xe này. Wow, xe rớt xuống đây rồi nè các bạn ơi. Rồi, và tiếp tục chúng ta có xe cuối cùng là xe này. Xịt nào. Wow, rồi. Rồi, tất cả các xe đã rơi xuống nước hết rồi nè các bạn ơi. Đó, đây nè. Rồi, các bạn ơi, tiếp theo mình lại có các xe khác nữa nè. Đó, có xe trộn bê tông nè. Rồi, xe máy xúc nữa nè. Xe trộn bê tông, xe cẩu nè các bạn. Đó, và đây là cái xe tải nè, xe chở rác nữa nè. Rồi, bây giờ bên đây có xe tải, rồi xe cẩu, rồi xe ô tô đỏ nữa nè. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình thử thách tiếp nha. Coi cái xe này coi có rơi xuống nước không nha. Rồi, mình mở nước nào. Rồi, nước mở rồi. Rồi, mình xịt nha. Wow, xe trộn bê tông nè. Xịt xuống luôn. Wow, xe trộn bê tông mình xuống ghê. Không xuống được. Lại nha. Xuống rồi, xuống luôn các bạn ơi. Tiếp tục để xe bên đây. Rồi, rồi, rồi. Tới xe cẩu nè, xe cẩu nè. Xe cẩu rơi đây rồi. Xe trộn bê tông phải không? Mình xịt cho nó quay cái bồn luôn các bạn nhìn nè. Đó, rồi bây giờ cho nó xuống nước luôn nha. Rồi, tiếp theo chúng ta có chiếc xe trộn bê... hai chiếc luôn, chiếc xe rác nè các bạn. Đây, chúng ta có một chiếc xe rác. Rồi, rồi, chiếc xe rác luôn. Và đây, chúng ta xịt chiếc xe này. Rơi luôn hai chiếc máy xúc với xe ô tô luôn. Chiếc xe này không có cái đầu cẩu luôn mà xịt mạnh luôn cho rơi xuống nào. Rồi, tiếp theo đây, có một chiếc xe rác với hai một chiếc xe ben với chiếc xe tải này. Cho chiếc xe tải rơi xuống trước nha. Oh, hai chiếc rơi luôn. Và tiếp theo là chiếc xe ben này. Wow, rất là mạnh luôn các bạn ơi, nước rất là mạnh. Và chiếc xe bồn nào. Wow, hai chiếc này khỏe ghê. Rồi, chiếc xe cuối cùng mạnh nha. Mở nước thật mạnh nào. Xịt. Rồi, bay xuống hết luôn các bạn ơi. Rồi, vậy là xong rồi đó các bạn. Các bạn nhìn nè, tất cả các xe đều rơi xuống hồ nước hết luôn nha. Xe bồn nè, xe trộn bê tông nè, xe ô tô màu đỏ nè, xe chở rác và xe máy xúc nè. Bên đây thì có xe chở rác với xe bồn nữa nè các bạn. Đó, đây nè, xe máy xúc nè. Wow, bên đây nhiều xe ghê chưa, xe cứu hỏa màu đỏ ghê. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình review cho các bạn xem cái tủ đồ chơi của nhà mình nè. Có rất nhiều đồ chơi luôn. Đây nè các bạn. Đó, xe đồ chơi trong bịch nè. Ở ngoài đây cũng có nhiều lắm nè. Ở đây có một cái rổ nữa nè, các bạn nhìn nè. Rồi, bên đây lại có một cái xô đồ chơi nè. Wow, đầu tiên mình lấy cái xe máy bay này ra cho các bạn coi nha. Một chiếc máy bay nè, ở trong đây. Rồi, wow, một chiếc xe lô nè. Một chiếc xe lô nè. Đó, hai chiếc nè. Rồi, wow, một cái xe đồ chơi trong bịch nữa nè. Chiếc khui nè, ba chiếc nè. Rồi, đây đây các bạn, trong đây nè. Không? Đó, một chiếc xe máy xúc nữa nè. Đó, xe bự không à. Wow, đây một chiếc xe nữa nè các bạn. À, một chiếc xe bồn nữa nè. Đó. Rồi, đây đây, bên đây, bên đây. Một chiếc xe ben nè, một chiếc xe ben nè. Wow. Đây chúng ta có một chiếc xe nữa nè, xe chở rác nè các bạn. Đây, chiếc xe chở rác bự bự nè. Rồi, wow, đây xe bus nè, xe bus nè, màu vàng nha. Đây, wow, lấy hết rồi cho các bạn coi luôn. Một chiếc xe trộn bê tông nè, được chưa? Đó, bên đây còn một chiếc xe bus nữa nè các bạn. Lấy ra luôn nha, lấy ra luôn nha. Một chiếc xe bus nè, bỏ đây nha. Ôi,
À, trên đây, wow các bạn, một cái súng à. Rồi, cái này mình review rồi, bây giờ thấy cho các bạn coi một quỹ đồ chơi chưa full nữa nè. Wow, thấy chưa, một quỹ đồ chơi có xe tăng. Rồi, có các xe cứu hỏa nè, ô tô nè, nhiều lắm các bạn ơi. Đây, một hộp đồ chơi gì nữa đây nè các bạn. Đó, một hộp đồ chơi chưa khui. Đó, các bạn nhìn là nhiều đồ chơi rồi nha. Bây giờ, ở trong đây có gì nữa không? Đây, cho các bạn coi, xe quá trời xe là một chiếc máy bay trực thăng nè. Đó, bỏ xuống đây nha. Rồi, chiếc xe cậu nè, chiếc xe ô tô nè. Wow, đó, bỏ xuống đây. Ở đây, một rổ đồ chơi này nữa các bạn ơi. Một rổ đồ chơi mình đổ ra đây luôn nha. Wow, hình như nè các bạn, quá trời đồ chơi luôn. À, một đồ chơi xe bồn nhỏ nè. Đó, xe đua màu vàng nè. Đó, xe cậu nè. Wow, nhiều đồ chơi ghê các bạn ơi. Thấy chưa, quá trời đồ chơi luôn. Đấy, có cá sấu nè các bạn. Cá sấu nè. Oh, xe này bị cụt đầu rồi. Rồi. Đó, xe tên lửa mình đã review cho bạn coi rồi nè. Oh, siêu nhân nè. Rồi, khủng long các bạn ơi. À, đây có một chiếc xe, đẹp chưa? Xe này sẽ điều khiển nha, khiển từ xa nha. Wow, và đây xe cảnh sát nè. Đó, nói nhiều chưa? Ở trong đây tụ vẫn còn, mình chưa lấy hết ra nữa nè. Đây, để cho bạn coi một bịch ở trên này nha. Đây, bỏ ra ngoài luôn. Đây, anh già. Bình đồ chơi nè các bạn, mình đổ cái đồ chơi nè. Quá trời đồ chơi nè các bạn. Trời ơi, nhìn nè đồ chơi nè. À không, bạn thích đồ chơi không? Nhìn nè. Đó, một chiếc xe ben nè. À, xe ô tô nè. Máy bay màu đỏ nè. Đó, xe máy xúc nè. Xe tải màu đỏ nè. Xe tải màu vàng màu đỏ nè. Đây một chiếc xe ben nữa nè. Đó, chiếc xe tải màu xanh nè. Đó. Rồi, xe màu vàng nè. Xe máy xúc nữa nè. Wow, nhiều quá bạn ơi. Xe bồn nè. Wow, xe máy xúc màu xanh nè. Đó. Xe khủng long nè. Rồi, đó, máy xúc ô tô nè. Rất là nhiều các bạn ơi. Rất là nhiều, ở trong đây mình còn có nhiều xe lắm. Tí mình lấy ra cho các bạn coi nè. Mình còn bịch. Rồi, mình còn bịch đồ chơi bên đây nữa mà. Chưa? À, một chiếc xe tải nhỏ nè, chiếc xe chở thú nè, chiếc xe chở thú nè các bạn ơi. À, một chiếc xe đua siêu nhân nè, bữa mình review rồi nè. Đây, một chiếc xe bồn bự nè. Đó, bự chưa? Một chiếc xe cảnh sát nhỏ nè. Đây, đó, một chiếc xe bồn chở nước nữa nè. Đó, các bạn coi lại nha. Nè, đồ chơi của mình nè, quá trời luôn, các bạn thích không? Đây, đổ đồ chơi mình chưa đổ ra hết nữa nè. À, quá trời đồ chơi luôn. Đây, mình còn một cái xô đồ chơi nữa nè các bạn. Đây, một chiếc xe bồn nè, băng vô đây luôn. Đó, đây nha, đây một chiếc xe tải nè, cái nước nè, cái này hôm qua mình rửa nè. Đó, một chiếc xe đầu xe lửa nè, chiếc xe bồn nữa nè. Đây, ở dưới đây nữa nè. Wow, chiếc xe làm kem nè, làm bánh nè. Rồi, chiếc xe tải nhỏ nè, nhiều quá nhiều quá. Wow, xe robot nè, lắp ráp nè. À, dưới đây có một chiếc, wow đẹp chưa các bạn nhìn nè. Wow, xe máy xúc, máy xúc. Wow, đó này là nhiều chưa, rất là nhiều luôn. Đây còn có một chiếc máy xúc nữa nè. Wow, chiếc xe cẩu nè. Đó, à đây còn hai chiếc nữa. Rồi, wow, cho các bạn nhìn lại nè. Ở đây có hàng trăm cái đồ chơi luôn, nhiều lắm các bạn ơi. Đó, thấy chưa, anh thấy chưa, quá trời luôn, rất là đẹp nha. Các bạn nhớ thích đồ chơi nào thì nhớ để lại comment cho mình nha. Bây giờ bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha.